Hello quý vị và các bạn, video tiếp theo thì tiếng Vi lại quay đến đôi đột thùng loa. Và đó này là đôi vỏ thùng của loa JBL525. Vỏ loa nhé các nhá. Và còn một chiếc loa này. Thế có một cái này, tân bản đều có. Các bác mà mua cái gì em bán cái đó. Như đôi vỏ loa này rất đẹp, như mới luôn. Các bác nhìn từng góc chi cách, chi tiết như mới luôn. Bông tiêu âm đẹp chưa, mỹ mãn chưa. Đấy. Loa bát này như mới tinh. Loa bát này nó có 3 chiếc, em bán một đôi rồi, còn một chiếc thôi. Bác nào có mua một chiếc về làm súp thì làm, bảo em cực đẹp luôn, như mới tinh luôn. Phân tần đây không phải nghĩ luôn, mới tinh tỉnh. Đấy. Bác nào mua cái gì em bán cái đấy. Ví dụ tôi bỏ thùng loa, bỏ thùng loa thì có một chiếc nó có e căng này nhá, còn mất một chiếc rồi nhá, có một chiếc còn đó rồi này thôi này, một chiếc không có đấy, phải báo bác luôn. Thế không lúc có ở ngoài là sao có một chiếc, tại vì bên Trung Quốc người ta tháo ra lấy mất một chiếc rồi, còn một chiếc e căng luôn đấy. Thì cái đôi vỏ loa này hiện tại bên Tiến Minh Vi đang bán giá cho bác là 4 triệu tại cửa hàng. Vỏ loa không nhá là 4 triệu. Đấy. Một chiếc loa bát này bác nào thích mua về làm súp 40 gia đình thì cực kỳ luôn, bát neo đó của Mexico như mới tinh, giá 5 triệu một chiếc tại cửa hàng. Còn phân tần là 4 triệu một đôi. Phân tần này là 4 triệu một đôi bác nhá. Chiếc loa bát này như mới này lấy 5 triệu các bác thôi. Có 3 chiếc em bán một đôi rồi. Còn hôm nào về tiếp thì sẽ báo bác sau. Đó. Còn đôi thùng này là 4 triệu. Thùng của Tây cũng nha. Ê căng này này. Ê căng còn một chiếc này, te một còn. Như mới luôn. Bác nào mà mua về mà lắp loa bát khác vào thì sự kiện ok. Đây. Đập với khoa đôi màng khác thôi, đôi căng khác thôi. Một chiếc loa bát giá 5 triệu tại cửa hàng, phân tần 4 triệu tại cửa hàng, tôi bỏ loa 4 triệu. Bác nào mua thì liên hệ sớm với bên em, tại vì là cái đôi này nó về là nó bị thiếu đồ. Thành ra là em đã bán phá rồi các bác. Bây giờ đôi thùng loa mà full đôi 40 như thế này mà các bác đi mua tàu đóng rồi về cũng phải tầm độ 3 triệu rưỡi 4 triệu rồi đó. Thì làm sao mà bằng thùng của Tây được. Đó. Những cái quay sách này các bác mua biết bao tiền không, mấy trăm nghìn một bộ quay sách này rồi, 500-700 nghìn rồi. Thùng của Tây nó sẽ khác gỗ bạch dương, bông tiêu âm của Tây em bán đúng bằng thùng tàu luôn. Thùng tàu bác mua 3 triệu rưỡi 4 triệu rồi. Còn thùng thì đã dùng rồi thì bán lại cho các bác cũng phải rơi tầm độ 1.8-2 triệu. Đúng không ạ? Còn đây thùng của Tây luôn. Để những đệm răng nguyên mới như bộ như này. Đấy. Các bác nên nhớ là nhìn cái loa bát nó mới như này các bác phải biết này. 19 con luôn. 5 triệu trước loa bát. Bác nào có nhu cầu lấy thì liên hệ sớm với bên em. Phân tần như mới tinh. Đấy. Em bó sẵn đây rồi. Bác nào mà có nhu cầu lấy thì thôi em. Loa bát một chiếc 5 triệu tại cửa hàng, phân tần 4 triệu, vỏ thùng 4 triệu. Đó. Bác nào có nhu cầu lấy thì liên hệ sớm với bên em theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến mới bị ở tổ tang Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Tại vì đợt này hàng nó hơi khó về, nó chưa về hàng mới nên em đăng những cái gì mà em bán được em đã hàng với bác Trang thực tế luôn, giá cả em báo chi tiết luôn chứ không có đấu giá như cửa hàng khác. Mua được thì mua, không mua được thì thôi. Quay là vào xem kênh ủng hộ cho Tiến Vi là vui rồi. Đó, giá là 4 triệu thì vỏ nhé. Thu điện thành luôn. Vâng, bác nào có nhu cầu lấy thì liên hệ với Tiến Vi theo số ở trên. Và nhớ cho Tiến Vi một like để ủng hộ cho Tiến Vi có động lực để tiếp tục làm video mới cho các bạn xem. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn.